Nếu mà chỉ của mình thì anh chưa sẽ bỏ cái phần này. Ok, sure, sure. Ok. Yeah. À, vâng, thưa với lại quý vị khán thính giả, hôm nay Nam Quang lại đến với lại quý vị trong một cái chương trình livestream, cái chương trình là phát bữa ăn miễn phí do Cao Ti đứng ra tổ chức. Thì chúng tôi cũng hân hạnh là gặp được ông sáng giác viên của địa hạt 1, phải không thưa anh? Vâng, ông Andrew Đỗ, ông lúc nào cũng có mặt ở trong những cái chương trình mà nó dính dáng đến gọi là lợi ích của cộng đồng, thưa quý vị, lúc nào cũng vậy, trong những cái cuộc họp mà gọi như là raise cái awareness về phòng chống COVID-19 thì cũng ông cũng là một trong những người đi đầu tổ chức những cái cuộc họp báo để đưa cái thông tin quan trọng và phòng chống dịch bệnh đến cho cộng đồng của chúng ta và cũng giống như là cộng đồng của Orange County, quận Hạt nói chung. Thì chúng tôi gặp ông ở đây, xin chào ông Andrew Đỗ. Thì xin ông cho một vài lời về chương trình này thưa ông. Dạ vâng, cảm ơn anh. Năm phần thứ nhất là chúng tôi rất hân hạnh đã yểm trợ chung với lại hội thiện nguyện Hand to Hand, là một hội đã làm việc phục vụ cho cộng đồng hơn 8 năm nay để giúp cho những người vô gia cư và những người nghèo, nhất là các cụ có được những phần ăn nóng hổi mỗi ngày miễn phí. Chúng tôi được biết đến hội thiện nguyện Hand to Hand là cho chúng tôi hợp tác chung với lại hội để đứng ra yểm trợ cái chương trình ngày hôm nay. Rất là dễ dàng là những người mà cần những phần ăn đó thì một là họ có thể gọi điện thoại tới, hay là họ lên trên internet họ sign up, hay là đi qua hàng xóm để họ giới thiệu. Rồi thì chúng tôi cũng có những người mà tình nguyện họ lái xe tới mang những phần ăn này để trao tới tận tay cho những người mà đã xin những bữa ăn đó. Chúng tôi thấy sự mà hợp tác của tất cả các sắc dân ở trong quận Cam, của tất cả các cộng đồng đã đứng chung với nhau để chúng ta ủng hộ nhau qua một cái mùa đại dịch mà trong đời mình chưa bao giờ mình thấy một cái chuyện mà nó to lớn mà nó ảnh hưởng đời sống của tất cả chúng ta như là ngày nay. Đây là cái việc mà làm cho chúng tôi rất là thấy ấm cúng trong lòng, rất cảm động cái sự hy sinh và cái lòng so sánh cho các người khác, tất cả các cư dân ở trong quận Cam. Ngày hôm nay chúng tôi có nhiều người tình nguyện đến nỗi mà chúng tôi phải nhờ họ mà trở lại ngày mai, thì chúng tôi cũng làm cái vấn đề này ngày mai nữa. Tại vì có quá nhiều người tình nguyện, chúng tôi cảm ơn tất cả những người mà đã có ngỏ ý gọi điện thoại tới và go online để sign up để mà reserve cái giờ mà họ tới để họ lấy đồ ăn để mang đi trao đi đó. Và chúng tôi cũng muốn rất là cảm ơn chị Phương là người giám đốc của hội thiện nguyện Hand to Hand. Chúng tôi không biết nói gì hơn là những gì chúng tôi làm được để giúp được một phần nào nhỏ cho những cái việc mà giúp đỡ ích lợi cho xã hội, là cái thứ nhất là cái việc chúng tôi rất là mong muốn được làm, thứ nhì cũng là cái bổn phận của những người dân cử của chúng tôi đã được lòng thương yêu và tin tưởng của cộng đồng. Và trong những lúc mà chúng ta gặp khó khăn như thế này thì những việc gì chúng tôi có thể làm được, đó là cái bổn phận chúng tôi làm, và chúng tôi rất mừng là mình đã thấy được ngày hôm nay 400 người đã có được một bữa ăn, và ngày mai sẽ thêm 400 bữa nữa. Xin cảm ơn Nam Quang đã có mặt ngày hôm nay, và chúng tôi hy vọng tất cả quý vị và gia đình được bình an, vui vẻ mình trong cái thời gian mà mình còn một vài tuần nữa để mình hy vọng là trải qua cái mùa COVID-19 này. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Andrew Đỗ. Chúng tôi sẽ đi vòng vòng cho quý vị coi cái cách mà mọi người vận hành. Đây quý vị thấy hầu như là những người volunteer đó là tất cả các sắc dân, người Việt Nam cũng có, người Mỹ cũng có, người Mẹ cũng có, và mọi người tới những cái người mà họ tình nguyện để mà họ gọi là tình nguyện viên đó, họ tới họ pick những cái đồ ăn như vậy, những cái bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn để mà họ giao cho những cái người già đó, những cái người mà những cô bác nào neo đơn mà không có khả năng mà lái xe được, chỉ gọi điện thoại thôi hoặc là lên internet
Thì PsyUp thì là có những cái người volunteer họ sẽ tới để mà họ trao những cái bữa ăn tận nhà thưa quý vị. Đó. Bữa ăn cũng có cả trái cây nữa. Ở đây nhà bếp. Hello chị, khỏe không? Đây là đây là một trong những nhân vật chính của bếp. Chị có problem gì khi mình không quen vô trong đó quay phim cho anh em không? Ok, đây là thưa quý vị, đây là bếp, là nơi mà chuẩn bị những cái phần ăn nóng sốt. Hôm nay mình chuẩn bị 550 phần. Ồ, 550 phần hả? Ok, như vậy là nhiều hơn phần ông giám sát viên Andrew Độ nói là 400 phần. Như vậy, thưa quý vị. À, như vậy là vì là quý vị có nghe không, là sau khi mà có cái gọi là demand nhiều quá đó, thì là bữa ăn tăng từ 400 phần lên tới 550 phần hả chị? Đó. Những cái bữa ăn nóng này, cái này là đồ ăn chay nha quý vị nha, cái này là đồ ăn chay. Có thịt nữa, hôm nay có thịt. Ủa, hôm nay có thịt hả? Cơm, trứng. Nóng sốt. Cơm, okay. Trứng, rau xào, đậu hũ, nấm. Ừ, hôm nay có thịt. Ok, như vậy là người nào muốn ăn chay thì ăn, muốn ăn thịt thì ăn hả, hay sao? Hôm nay là có. Dạ, thưa cô. Chào mọi người. Đây là Trust Media Network. Này, okay. Trust Media Network. You can ask them. You can ask them. Okay. Here, Tony. He asks you. Okay, Tony. They represent hand to hand. Okay. Trust Media Network. Em với lại chị này thân với nhau lắm. Chị bao nhiêu lần rồi? Mới thôi. How do you know about this? I've been working with Hong and the organization to feed families at the Armory and also at Southwest Community Center. Right. Okay. So how long have you been working with them? Well, Tony. How long has it been? A year. A year. Time goes by so fast. Right. I'm stuck with it. And you still plan to work with them in the future? Forever. Right. Yeah. Okay. We're going to expand this to a lot more families, and we want to do a lot to help families. Okay, all right. Good to hear that. Oh yeah, thank it's you. True. All right, thank you, Tony. All right. Cảm ơn mấy chị nha. Những mọi người, đây là những tấm lòng vàng, những tấm lòng vàng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng phải tường thuật cho quý vị thêm một số những cái chi tiết, là ngoài hôm nay là một cái sự kiện đặc biệt, nhưng mà ngoài cái sự kiện này thì cái tổ chức hand to hand mà quý vị thấy ở trên ngực áo của mọi người đó, là cái logo là tay nắm tay với nhau đó thưa quý vị, thấy trên cái ngực áo không, thấy chữ hand to hand đó, đó là cái tổ chức này là cứ họ tổ chức nấu những cái bữa ăn thiện nguyện này cho những người vô gia cư. Hình như là hàng tháng hoặc là hàng tuần đó thưa quý vị, cái này là nó lặp đi lặp lại. Thì đây là một trong những cái nghĩa cử rất là đẹp của tổ chức Hand to Hand. Thì hôm nay tổ chức Hand to Hand hợp tác với lại Orange County quận Cam của chúng ta để mà tổ chức cái bữa ăn free cho các người mà coi như là người già neo đơn mà không có cái khả năng đi ra ngoài để mà đi nhà hàng để mà ăn có những cái bữa ăn nóng đó thưa quý vị. Thì đây là một trong những người volunteer, họ tới đây để họ pick up, họ tới đây để họ nhận những cái bữa ăn và họ đem tới nhà của những cái người mà không có khả năng lái xe, những cụ già. Cái này không phải là cụ già Việt Nam không như quý vị nha, cái này là cộng đồng người Mỹ, người Việt, người Mỹ gốc Việt và người Mẹ luôn, rất là nhiều. Cái người ta lên trên internet, người ta sign up, người ta gọi điện thoại vô đây nè. Quý vị thấy không? Này mình gọi là Neighborhood Meal Delivery Program nè. Đó. Cái này là hand to hand, thấy không? Hand to hand relief organization. Thì nếu như mà mọi người ở nhà mà nghe cái video này của Nam Quang đó, mọi người ở đây mà nghe cái ở nhà mà nghe cái video này của Nam Quang mà muốn có một cái bữa ăn, muốn có một cái bữa ăn nóng miễn phí thì có thể gọi cái số này. What is the number that they
They can call to. Yes, please. Để Nam Quang lấy cái số, Nam Quang xin cái số điện thoại để cho nếu như mà mình cần một cái bữa ăn nóng mà deliver tới nhà mà mình không có khả năng đi. And if volunteers want to call in to donate or to donate their time, that's the number. Right. Yeah. No, no. I mean like the number that call to get the food. Oh, to call to get the food, same number. Oh, okay. Same number to, if you need meals or if you want. Oh, okay. All right. Thank you. Yep. Thì thưa quý vị, với lại thưa các cô bác anh chị mà đang nghe cái chương trình của Nam Quang đó, thì cái số điện thoại để mà mình liên lạc đó là 714-834-3110, 714-834-3110, để Nam Quang quay cái camera qua cái hướng kia để cho mọi người thấy cái số nha. Ok, đợi Nam Quang một chút. Đó, đây là cái số nè. 714-834-3110, 714-834-3110. Vậy thấy không? Đó, còn đây là cái xe của cái cô. Cô tới để cô pick up. Thì đây là một trong những người tới để volunteer. Cái số hồi nãy mà Nam Quang đọc cho quý vị á, cái số là 714-834-3110 này nè. Cái số này quý vị có thể là gọi để mà coi như là nhận cái bữa ăn nha. Gọi để mà yêu cầu cái bữa ăn, hoặc là nếu mà quý vị muốn đi ra đây để mà gọi là volunteer đó, để làm những cái những thiện nguyện để mà deliver food đó, là đem thức ăn tới cho những người già neo đơn á, thì là quý vị cũng gọi luôn cái số đó để mà nói với họ là mình có thể mình ra mình giúp họ. Thì hôm nay quý vị có thể giúp hôm nay hoặc là có thể giúp ngày mai, tại vì cái chương trình này nó còn kéo dài tới ngày mai. Thưa quý vị, okay. Thì để Nam Quang coi, Nam Quang ha. Đó, đây là những cái phần thực phẩm đã chuẩn bị sẵn để mà chờ người ta tới pick up thôi. Đây là cái quán nè quý vị. Cái quán ăn chay nè, cái quán hand to hand nè, quán chay từ thiện nè. Quý vị thấy không? Đó, nó nằm ở ngay trên đường Bô Sa, ngay cái góc ngã tư đường Magnolia với lại đường đường Bô Sa. Quý vị có thể thấy xa xa là tượng Trần Hưng Đạo đó. Đó, tượng Trần Hưng Đạo thì nó nằm ngay cái góc này. Còn đây là những bạn volunteer. Thì đây là những nhân viên đang lấy số điện thoại rồi lấy information đó quý vị, ghi tên tụi những cái người nào mà muốn nhận những cái bữa ăn nóng miễn phí đó. Mọi người làm việc rất là tích cực. Đó, ở trong bếp này giờ mọi người vẫn làm việc rất là tích cực. Đây, cái chương trình này quý vị biết không, là mấy bác mấy cô không có phải đi ra ngoài đường, nó nguy hiểm lắm. Mấy người lớn tuổi không có phải lái xe đi ra ngoài đường, mà chỉ cần việc gọi phone thôi là có những người volunteer, một số những người volunteer họ tới, họ lấy đồ ăn và họ giao tới tận nhà. Mấy bác không có phải đi ra ngoài đường để làm có thể là sẽ bị lây bệnh. Quý vị hiểu không? Ok, thì đó chúng tôi cũng muốn để cho phỏng vấn chị Hương. Just another box.
Cho. Ờ, sư cô đang xào. Ở đây, rồi, nói chuyện với sư cô luôn. Dạ. Dạ, đây là, thưa quý vị, đây là sư cô. Thì giờ chúng tôi cũng muốn phỏng vấn sư cô một chút xíu về những cái gọi là tại sao sư cô lại có mặt chung với lại nhóm Hand to Hand. Dạ, nhóm Hand to Hand là cho là một nhóm tấm lòng chia sẻ, người hợp tác với Hand to Hand từ năm 2011 đến nay. À vâng cô. Dạ. 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 Dạ thưa sư cô ở chùa nào ạ? Dạ ở Liên Hoa. À chùa Liên Hoa. Dạ dạ. 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 Hay đi làm được chuyện đấy ạ. Lúc đời từ ngày qua Mỹ là 2010 đến giờ chưa là lập từ thiện đến 2011 đến giờ này. Dạ. Rồi mới đây một tháng này là máy khẩu trang không ạ? Máy khẩu trang à dạ có mấy khẩu trang nữa dạ vâng dạ dạ thưa với quý vị ở đây có chị Hương thì hôm bữa lúc mà Nam Quang có một dịp tình cờ là cũng có đi đưa tin về cái nhóm Hand to Hand phát thực phẩm vào cái ngày chị Hương hôm bữa là mình phát thực phẩm vào ngày gì ha Christmas. Thì Nam Quang không sao chị kể đi thì lần đó Nam Quang gặp và Nam Quang nói wow cái công việc này nó quá ý nghĩa thành ra lúc đó Nam Quang moi trong túi ra được 100 đô cái xong rồi nói ok thôi mọi chị Hương cho Nam Quang đóng 100 đô luôn nên nhưng mà bây giờ Nam Quang cũng có 100 đô rồi chị Hương đóng luôn nha không có 100 đô chứ không có 1000 đô tại bữa thì chị Hương cho Nam Quang chắc bây giờ Nam Quang cũng chuẩn bị đi xong rồi bây giờ chỉ có nhiêu đó thôi đúng không ngày mai mình có một ngày mai 400 phần hả ok Nam Quang thì không có phụ được nhưng mà Nam Quang không phụ công thì Nam Quang phụ tiền nha ok thôi cái này cái công việc cũng là công việc của ý nghĩa thành ra thôi Nam Quang cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ cái chương trình của Nam Quang nhớ subscribe nha thì cái chương trình này quý vị nhớ nha gọi điện thoại số mấy ta số là để gần lại cái 714-834-3110 714-834-3110 nếu như mà các bác, các cô, các chú muốn ăn một cái bữa ăn ngon, nóng mà không có cần phải đi ra khỏi nhà trong cái mùa dịch này thì gọi điện thoại 714-834-3110 714-834-3110 thì sẽ có những cái nhân viên và những người tình nguyện viên tới giao bữa ăn tận nhà cho quý vị gọi cái số đó thôi các cô bác các anh chị nào mà không có thể nào ra đường được không có phương tiện mà muốn một bữa ăn miễn phí nóng ngon thì gọi cái số đó
và các bạn trẻ và những người nào mà khỏe mạnh nha. Thôi năm qua nói khỏe mạnh đi, chứ còn mà ốm yếu dễ lây bệnh đi ra ngoài đường không được. Những người nào mà khỏe mạnh thì mà có giờ đó rảnh rỗi mà muốn đi ra, mình donate cái thời gian đó cho cái công việc ý nghĩa này, thì mình gọi cái số điện thoại này luôn, thì họ sẽ sắp xếp cho mình cái thời giờ để mà mình đi, mình deliver đồ ăn tới cho những người già neo đơn nha, thưa quý vị nha. Ok Chris, I'm taking off. Right, man. Yeah, right, bye. Thank you guys. Thank you. Ok, cảm ơn em. Cho phỏng vấn cái xíu luôn đi. Em học cái quyền, I can't. Ok, nhưng mà cậu này là dễ thương lắm, lúc nào cũng mấy hết. À, quý vị thấy nè. À, hồi nãy là Nam Quang, hồi sáng nay có thấy Nam Quang review cái xe điện rồi đúng không? Ok, giờ Nam Quang hồi nãy Nam Quang chạy ra ngoài này. Nam Quang chạy ra ngoài này bằng cái xe điện. Nam Quang chạy ra chỗ này là bằng cái xe điện. Thành ra bây giờ Nam Quang cho mọi người coi cái xe điện nó chạy sao luôn nha. Hồi nãy không có thấy rõ lắm. Ok, Nam Quang chạy xe điện cho mọi người coi nha. Ok, đợi chút. Đây nè, hồi nãy Nam Quang chạy ra ngoài bằng cái xe scooter điện mà Nam Quang review hồi sáng cho quý vị coi nè, thấy không? Đó, cái này á nó có hai số, nghĩa là mình thay đổi số. Nếu mà mình muốn chạy chậm thôi mà leo lên dốc á, dốc cao á, thì mình đi số 1. Thì còn nếu như mà mình chạy đường bằng mà bắt đầu mình muốn chạy nhanh á, thì là mình bấm qua số 2. Thì lúc đó nó tăng tốc độ lên là 15.5 dặm một giờ. Còn cái số 1 á là chỉ là nó lên tới 8.5 dặm một giờ thôi. Đơn giản lắm. Nếu mà quý vị mà chạy vòng vòng đâu đó trong vòng khoảng chừng 9 tới 12 mile thì quý vị dùng cái xe này thì ok, nó quan trọng cho quý vị coi nha. Ok. Bấm nút này là on nè, bấm nút đỏ nè, thấy không? Đó. On lên mình push nó chút xíu, mình phải push nó rồi xong mình bấm cái nút này. Thấy nút này không? Thì nó chạy, ok. Đó, Nam Quang hồi nãy chạy từ nhà ra đây bằng cái scooter này, chạy dễ lắm. Mà quý vị biết không, chưa bao giờ mà mấy cái đồ điện tử nó rẻ như vậy hết á. Cái này họ làm biết bao nhiêu công sức của họ nè, có 249 đô à. Quý vị thấy không, nãy Nam Quang móc ra 100 đô, Nam Quang ủng hộ cho Hand to Hand á. Thì trong khi cái này có 249 đô à, rẻ quá trời rẻ luôn. À, quý vị vô trong cái YouTube của Nam Quang có cái link ở phía dưới đó. Nếu mà thích đó, bấm vô cái link đó thì rồi nó sẽ dẫn tới quý vị tới Amazon để mà quý vị mua cái xe này nha. Dễ dàng lắm, ráp chút xíu à. Ở đây nó có cái đèn nè, buổi tối á, mày thấy này không, bấm đây cái này nó đèn sáng lên nè. Đó thì cũng không có sáng lắm bao nhiêu, nhưng mà để cho người ta thấy, người ta thấy mình buổi tối, xe hơi nó thấy mình để nó tránh mình thôi. Đó, chỉ vậy thôi. Thắng chạy Nam Quang rất là hài lòng, rất là hài lòng với cái xe này, rất là hài lòng. Ah.
Có một điều Nam Quang muốn dặn quý vị nữa nè. Quý vị thấy Nam Quang chạy ra ngoài đường mà không có helmet đâu, mũ bảo hiểm á, là tại vì mình cũng vội quá, cái mũ bảo hiểm của mình, cái mũ bảo hiểm bây giờ thì mình đang order cũng ở trên Amazon luôn. Mình mua mũ bảo hiểm rồi xong rồi mình mua mấy cái đồ bảo vệ vai, cùi chỏ rồi xong rồi đầu gối luôn nha, để mình chạy ra ngoài đường cho nó cho đỡ nguy hiểm. Tại vì chạy cái này á, nếu như mà mình chạy mình vấp vô trong cái ổ gà đó, ở trên đường nó cũng lồi lõm nhiều lắm, vấp vô cái ổ gà cái là té lật gọc mà. Nhưng mà cái xe này thì khó té, nếu mà cái xe scooter nhỏ, cái bánh nó nhỏ xíu vậy đó, của mấy đứa bé nó hay đi đó, thì cái đó nó mới nguy hiểm, nó dễ té lắm. Còn cái bánh này thì nó quan test rồi, chỉ khi nào mà mình chạy quá nhanh mà mình vấp phải một cái ổ gà quá lớn á, thì lúc đó mình mới té thôi, chứ còn bình thường ra những cái mấp mô nhỏ trên đường thì cái xe này ok. Thì đó là cái mà Nam Quang muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Gọi cái số điện thoại, số mấy ha, nãy quên rồi, nãy Nam Quang đọc cho quý vị rồi đó, chắc đọc 3-4 lần rồi đó, đọc chắc phải 10 lần chứ không phải 3-4 lần nữa. Thì quý vị cứ theo cái số đó, quý vị theo cái số đó để gọi. Nếu như mà muốn có một cái bữa ăn nóng, Nam Quang thấy ở đó ăn, chắc Nam Quang phải xin một phần đem về ăn quá. Thấy ngon quá, mình lỡ tới đây mà mình không có xin đem về ăn, chắc phải xin phần đem về ăn quá. Thì gọi điện thoại đó để đặt một phần ăn, có người đem tới tận nhà cho mình, các cô các bác các chú á, gọi điện thoại đó thôi, đơn giản. Thì xong rồi hình như cũng có nhân viên người Việt Nam, có nhân viên người Việt Nam bắt phone và lấy order nha. Nên ra mọi người không có sợ, những bác cô bác mà nói tiếng Anh không có được á, không có sợ gì hết á. Nói là gọi điện thoại vô mà có mấy nhân viên người Mỹ họ bắt phone á, thì nói là no English thôi, no English là họ chuyển qua cho mấy cậu bé người Việt Nam ở đây. Họ bắt phone rồi họ nói chuyện với lại các cô các bác thôi, không có gì phải lo hết nha. Bây giờ Nam Quang đi vô trong đó xin một hộp cơm nữa. Để vô đây xin cơm. Chị Hương ơi, cho em xin hộp cơm đi. Cho em xin hộp để về ăn. Nhưng mà em chạy scooter nha, ra phát cho em nó kỹ chút xíu. Cho. Cho xin hộp cơm. Bảo đảm nha quý vị nha, Nam Quang đã ăn cơm của Hand to Hand nấu một lần rồi, rất là ngon. Thành ra gọi số điện thoại đó liền đi, gọi các cô các bác muốn ăn một bữa ăn nóng miễn phí, gọi số điện thoại liền. Rồi sau này nếu như mà các bác các cô qua mùa dịch rồi đó, muốn đóng góp trở lại bằng công sức cũng được, hoặc là tiền bạc cũng được, cho cái tổ chức Hand to Hand này, một cái tổ chức một cái tổ chức là miễn phí nấu bữa ăn cho những người nghèo vô gia cư, mà ngày nào cũng có nha quý vị nha. Đi làm phóng sự được gói đem về nè. Đi làm phóng sự được gói đem về. Hello em. Yeah.
Đó, đi làm phóng sự được gói đem về. Hồi nãy Nam Quang nói là tại vì Nam Quang chạy cái scooter này á, nó dòng quá, nó lắc quá, nếu như mà mình không có gói kỹ nó lại bị rớt dọc đường, cho nên Nam Quang xin cái bao ni lông nó hơi chặt chặt chút xíu nữa đây. Để xe đi. Rồi vậy thôi nha. Ok vậy thôi. Hẹn gặp lại trong chương trình tới. Quý vị nhớ nếu mà thích cái chương trình của Nam Quang, bấm cái nút ở trên cái cell phone của mình á, nó ở phía dưới bên tay phải nó có cái nút subscribe, thì mình bấm cái nút màu đỏ đó, bấm cái nút đỏ đó xong bấm cái chuông luôn là subscribe cái kênh của Nam Quang. Khi nào mà Nam Quang, cái lý do mà mình subscribe là khi nào mà Nam Quang có một cái clip mới đó thì là YouTube họ sẽ báo cho quý vị liền để quý vị biết, để quý vị coi. Còn nếu như mà không có bấm cái đó thì YouTube không có biết, không báo cho mình biết liền. Thì khi nào mà mình đi ngang qua cái trang của Nam Quang thì mình thấy mình coi thôi, chứ còn mình họ không có báo cho mình biết. Thì bấm cái nút subscribe là nó có cái lợi điểm đó thôi. Có những cái cô, có những cô chú bác không có rành về technology đó, thì khi mà bấm vô cái đó rồi họ nói là YouTube nó nói là phải sign in, thì cô chú sign in bằng cái Google account của cô chú đó, bấm email account vô xong rồi bấm password vô sign in thì lúc đó là sẽ là subscribe cái kênh của Nam Quang. Cái lý do Nam Quang nói là tại vì không phải Nam Quang muốn là Nam Quang có nhiều subscriber đâu, không có đâu, nhưng mà có nhiều cô chú nói là tìm hoài không có ra cái link để mà coi video của Nam Quang. Nam Quang có chỉ on phone với lại mà một vài cô chú rồi, thì nhân đây Nam Quang chỉ lại một lần chung cho tất cả mọi người để cho mọi người biết. Nếu như mà có khó khăn về trong cái chuyện subscriber đó, nghe subscribe thì thôi, một lần nữa cảm ơn mọi người theo dõi. Cô chú bác kính chúc mọi người một ngày an lành nha. Ok rồi, bye bye.